dầu gội Thái Dương đã tốt. Dầu gội Thái Dương Gold tốt hơn nhiều lần. Trải nghiệm dầu gội Thái Dương Gold, trải nghiệm sự hoàn hảo. Sữa tắm Tây Thì, giải pháp hiệu quả cho rôm sảy, mẩn ngứa, viêm chân lồng và mụn trứng cá trên lưng. Sữa tắm Tây Thì. À mẹ ơi, đợi con tí, đợi con tí. Tí quên. Gì đây? Tiền sinh hoạt tháng này ạ. Có ở đây nữa đâu mà đưa mẹ tiền sinh hoạt phí. Không phải sinh hoạt đây, tiền con biếu mẹ nhá. Không. Các con về nhà mới, bao nhiêu là thứ cần chi tiêu. Mẹ thiếu gì tiền? Nhà con có thiếu gì đâu, đủ hết rồi. Thôi không, không phải tiền sinh hoạt. Không phải tiền sinh hoạt, đây là tiền trách nhiệm. Tiền trách nhiệm của con với mẹ nhá. Con về đây. Này này, đưa anh. Ê. Thường thì đưa mẹ 10 triệu, bây giờ mẹ nhận một nửa cho con vui. Mẹ có chi tiêu gì nhiều đâu. Mẹ còn mặc cả nữa. Thôi coi như là tiền 2 tháng. Con về đây. Con về nhá. Con chào mẹ. Cái gì thế? Sao chị làm em giật hết cả mình? Cô Hồ này, sao lại rơm rớm nước mắt thế kia? Con trai yêu quý vừa mới đi đã lo lắng rồi đúng không? Cô ăn nói linh tinh. Có phải là chúng nó ăn ở bừa bộn nên chị lo cho Đức Anh đúng không? Nhà cửa sạch sẽ, nấu nướng đàng hoàng. Hay là cái Hân nó giận Đức Anh rồi nó vừa chị tranh đách hả? Vợ chồng chúng nó hòa thuận. Cái Hân từ đầu đến cuối cư xử với tôi nhẹ nhàng tử tế, được chưa? Thế chị khóc với nỗi gì? Đây có phải là những giọt nước mắt hạnh phúc đúng không? Cô thấy người ta nói có đúng không? Nhà của bố mẹ thì luôn là nhà của con cái, nhưng nhà của con cái lại không phải nhà của bố mẹ. Ở bên nhà thằng Đức Anh tôi thấy lạ lắm. Nó vừa là con mình, lại vừa không phải con mình. Lạ lắm. Eo ơi, chị nói làm em xoắn hết cả não. Có phải ý của chị là bây giờ Đức Anh nó ra ngoài, nó tự lập rồi, nó không cần chị nữa, nên là chị bị tổn thương đúng không? Cô, cái suy diễn linh tinh. Em không hề linh tinh nhá. Em dựa vào kinh nghiệm 20 năm xem phim truyền hình của em đấy. Trường hợp như chị có mà đầy. Thường các bà mẹ lúc nào cũng than rằng là con mình non nớt, không biết gì. Nhưng một khi thấy chúng nó tự lập, lại buồn, lại suy nghĩ. Có đúng không? Thôi, chị suy nghĩ làm gì? Bây giờ hai chị em mình ra chợ chơi đi. Em mua cho cái Nhung một đôi giày nhá. Đợi em chút xíu, em vào lấy cái túi rồi hai chị em mình đi. Mẹ ơi. Ơi. Con làm với ạ? Thôi, con đi làm về mệt, lên nghỉ đi. Mẹ làm ủ tí xong mà. Nhưng mà con thích phụ mẹ cơ. Đậu nhồi thịt ạ? Món khoái khẩu cô đấy. Mà sao mẹ toàn làm món con thích thế? Sao mẹ không làm món mẹ thích ạ? Mẹ tần này tuổi đầu rồi, ăn có là bao. Miễn là làm sao con ăn ngon miệng là mẹ vui rồi. Để con giúp. À, sắp đến sinh nhật con rồi đấy. Mẹ đang tính làm một nồi lẩu, mời gia đình bác Giang sang đây bên này ăn. Thôi mẹ, con lớn rồi cũng không cần phải cầu kỳ, có hai mẹ con mình là được rồi ạ. Thì mẹ muốn làm cái gì đấy cho vui vui. Nhưng mà có mẹ là con vui rồi. Tổ chức làm gì cho tốn kém mà mẹ. Cứ làm như là bé bỏng lắm ấy. 26 tuổi đầu rồi đấy cô ạ. Bằng tuổi cô ấy là tôi lấy chồng rồi đấy. Eo, con không thích đâu.
con thích ở với mẹ mãi cơ. Tò mồm. Sau này ấy, mà đưa thằng nào về đây ấy, tôi đuổi đấy. Dạ vâng ạ. Gia đình mình rơi vào hoàn cảnh như thế này, thực tình thì mẹ cũng chẳng dám mong cái gì cả. Mẹ chỉ mong sao con kiếm được người tử tế, thương yêu con, chăm sóc cho con, để con bớt khổ cùng với bố mẹ. Con biết rồi. Dựa vào ai cũng không bằng tự dựa vào mình. Từ giờ nhá, con sẽ yêu thương và chăm sóc mẹ con mình thật tốt. Rồi, yêu lắm. Con, lại đây, giúp mẹ cái này cái. Canh khoai hả mẹ? Nào, thử giúp cho tôi cái nào. Sao rồi? Con nghĩ phải thêm một xíu gia vị nữa, được mẹ. Vậy hả? Giúp mẹ lấy đi. Uống nước cam đi. Chẳng mấy khi anh ở nhà lâu thế này, hay anh gọi điện cho vợ chồng Đức Anh sang ăn bữa cơm gia đình cho vui. Thôi, chúng nó còn có việc của chúng nó. Với lại hai đứa vừa mới chuyển sang nhà mới cũng cần có sự ổn định. Gọi chúng nó chạy đi chạy lại mất thời gian. Vâng. Hay là anh gọi điện cho cái Lan. Mẹ con em thì vẫn nói chuyện hàng ngày, nhưng anh nói chuyện với con nó mừng lắm đấy. Gọi gì mà gọi, bây giờ là lúc làm việc. Mà em bắt đầu có biểu hiện của sự nhàn rỗi rồi đấy. Em lúc nào chả thế này. Em ở nhà lâu ngày cho nên không hiểu thế nào là công việc của người bận rộn. Lúc bận, người ta sẽ luôn luôn cảm thấy khó chịu khi phải nhận những cuộc điện thoại không quá quan trọng. Còn khi được nghỉ thì họ cũng cần có không gian riêng để được nghỉ ngơi và làm những việc mà mình mong muốn. Anh cũng vậy. Em sang gửi chị 30 triệu hôm trước em mượn. Nhanh thế á? Em biết mảnh này dễ bán mà. Em có hộp nhụy hoa nghệ Tây biếu chị. Tôi không lấy đâu. Chị em mà làm như thế, lần sau tôi không cho cô mượn nữa. Em mua rồi. Mua rồi thì cô tự mà dùng. Chính cô là người cần phải chăm sóc bản thân đấy. Thời gian này trông còn đỡ, chứ hồi trước trông cô chán lắm đấy. Vâng, cũng may đợt này em kiếm được ít tiền, đâm ra cảm giác tự tin hơn. Mà ăn uống lại cảm thấy ngon miệng hơn chứ. Còn tôi thì dạo này hơi chán. Mọi người ai cũng có công việc riêng của mình, mỗi mình tôi cứ như người thừa. Ai được như chị chứ, được cả chồng cả con yêu chiều. Ở trong chăn mới biết chăn có giận. Chị ơi, em gửi chị. Hay là tôi cũng làm như cô nhỉ? Ôi, chị có gánh nặng gì đâu, thì cứ như vậy đi cho nó nhàn thân.
Chứ mang tiền đi đầu tư ấy, căng não lắm, không nhàn nhạ gì đâu chị ạ. Chị lại còn được cả chồng cả con lo cho. Vậy thì cứ việc chăm sóc cho gia đình là tốt rồi. Phải có sự nghiệp riêng chứ. Chăm chồng chăm con, rồi đến lúc lại bảo là ăn bám, phiền phức lắm. Cô nói về bên kia cho tôi chung với. Có chị có em, lo gì. Chị có biết thằng Đông con bà Tây, người họ hàng gần nhà mình ấy, em đang làm với nó đấy. Nó được lắm đấy. Để em nói với nó nhá. Rocket và Rocket 1 giờ khẳng định bản lĩnh phái mạnh. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. CV của em thì anh đã nắm được rồi. Dạ vâng. Chiều mai em tới đây dạy thử cho anh một buổi nhá. Dạ vâng. Ok em. Dạ. Lại thuê PT mới à? Kinh, dạo này ổn áp phết nhờ. Ổn cái gì bạn ơi. Cái thằng công nhân ý, xin nghỉ ngang, báo hại tao phải tuyển thêm người mới đấy. Sao mà nghỉ? Ai mà biết được. Không giải thích gì thêm, tự nhiên mất tích. Ừ, phòng thì hôm nay đang đông. Thế mày tao tập với ai? Tao. Gì? Hả? Gì hả bạn? Vào đi tao đỡ cho. Cái gì? Vào đi bạn đỡ cho. Úi giời. Em hiểu luôn này. Lý do thằng em mất tích. Đúng là cái bọn nghèn gì, trẻ trâu thật đấy. Ôi, khổ thân thằng em. Trông thì cao to mà trái tim thì nhỏ bé. Thôi, bỏ điện thoại đi, vào tập đi. Nào, bạn ơi. Tập luôn mày hầm. Tập luôn. Phải khởi động ấy chứ. Sao phải khởi động, tao khởi động chứ. Thật, hỏng rồi, hỏng rồi. Hứ? Hỏng rồi, PT này hỏng rồi thôi. Thôi, tôi tự. Thôi, để tao lấy bài khác thôi nhá. Đi. Đụng là đập đấy. Chị có cần không? Em ơi, nhờ về. Đặt lì xăm đúng không? Đúng rồi anh. Em cần giúp gì không? Vá vẩn. Vào đây bé. Chờ anh tí nhá. Vâng ạ. Thế đã định xăm hình gì chưa? Sắp sinh nhật 26 tuổi. Em muốn có cái gì đó để kỷ niệm. Ok. Có ý tưởng gì nào? Đây ạ. Be free. Để nhắc nhở bản thân, sự tự do của mình là quan trọng nhất. Những cánh chim nó giống như những mũi tên luôn tiến về phía trước ạ. Cái gì đấy? Ui, em đau. Tôi vừa mới khởi động máy thôi, chứ chưa ai chọc vào da đâu mà đau. Thế à, em lại cứ tưởng. Có làm nữa không? Cái gì đấy? Rào sắc không bằng chắc kê. Này, không đùa nữa đâu nhá. Một lần nữa đi về nhá. Thả lỏng ra. Cứ càng gồng nó càng đau. Anh
Anh có cách nào cho nó bớt đau không ạ? Ngay từ đầu không nói cái sĩ cơ. Nói thì người ta còn ủ tê cho. Bây giờ kim đâm vào thế này rồi làm sao mà ủ được nữa? Thế anh làm cố chịu đi. Mấy cái nét này nó bé thôi, nhanh thôi. Alo, anh ạ. Em có hẹn lịch với anh trên page. Nhưng mà không thấy anh trả lời ạ. Thế à? Ờ, tí anh check cho. Nhưng mà anh ơi, em đến rồi anh ạ. Anh có thể làm giúp em trong sáng nay được không ạ? Ờ, chờ anh đi, anh đang bận. Em cứ yên tâm. Anh làm hoàn chỉnh hình cho em, anh mới nhận khách khác. Người ta lên, người ta cũng vẫn phải ngồi đợi thôi. Ờ, cứ lên đi, nhưng mà phải chờ lâu một tí đấy em nhá. Vâng ạ. Ừ. Cái gì? Giới ạ. Em điện thoại xin nhờ tí. Anh ạ. Xóa xăm đúng không? Ừ. Sao anh biết ạ? Chuyện bình thường ở huyện gặp suốt mà. Hôm hai đứa chúng mày đến đây, nhìn thái độ của chị nhà là tôi thấy có điểm rồi. Sao em không nhận ra nhỉ? Ôi giời, cách cả mét tôi còn ngửi thấy mùi cháp gơn nồng nạc mà ông không ngửi thấy à? Không, bạn gái em không phải người thế đâu. À, bạn gái cũ. Cái bọn mà nó lừa mình mà mình phát hiện ra thì trình nó vẫn còi. Còn cái bọn nó lừa mình để chiếm hết tiền của mình mà mình không phát hiện ra, bọn đấy nó mới cao thủ. Vẫn không biết là mình bị lừa đúng không? Thế từ cái lúc yêu nhau, ông làm được bao tiền, ông có đắp được vào người không, hay là có bao nhiêu ông cúng hết cho nó? Không. Đấy, nó chờ ông xăm cái hình xăm đôi này lên người, lúc đấy nó mới đá ông. Ông hiểu chưa? Thế tự nhiên là mình vừa đau, vừa mất tiền ngu, là niềm đau nhân hai. Thế không phải chắp gơn thì là gì? Em thấy anh nói cũng có ý đúng. Cái gì thế hả anh? Anh nuôi con chó Phú Quốc. Nó đang thay lông. Cái phành phạch mấy hôm nay rồi. Cái giống này là khôn lắm đấy anh ạ. Ơ này. Thôi mày nằm đấy đi. Anh làm xong rồi còn nửa tiếng nữa anh có khách nữa. Xong rồi đấy. Anh cho em gửi tiền ạ. Thôi rồi, cứ về đi. Xong anh gửi số tài khoản thì banh cho anh cũng được. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Ôi, lợn nó chạy đầy đường, tiếc gì miếng thịt. Không yêu đứa này yêu đứa khác nhá. Dạ vâng ạ, em về đây ạ. Ừ, về nhá. Vâng ạ, em chào anh. Ừ. Làm gì lâu thế, đi vào làm nốt đi. Anh đừng có làm trò con bò. Anh tưởng tôi không nghe thấy á? Anh nói ai chắp gơn, ai lừa tiền hả? Kia là forever, còn đây là very much. Away. Away. Tôi không biết là nếu mà tôi biết thì tôi cũng không ai lại đi nói xấu phụ nữ như thế. Xin lỗi. Anh đừng nói, anh không nhớ. Tôi không nhớ thật. Rất nhiều khách đến đây tôi tiếp hàng ngày, người ta nhớ tôi chứ làm sao mà tôi nhớ nổi khách. Rồi đi vào làm nốt đi cho nó xong nhé. Không xăm nữa, mất hứng rồi. Ê. Không xăm nữa cũng được, nhưng cho xin tiền kim và tiền mực. Cái gì? Tôi không bắt đền anh là may rồi nhá. Bây giờ không xăm nữa định bùng đúng không? Nói nhẹ không nghe. Làm gì vậy? Nào, mặt thì rất là xinh. Rất xinh, hot girl. Mà hot girl là xăm quịt. Ok, cho cả mạng xã hội biết. Nào, có trả không? Tôi không bùng, hôm khác tôi tới. Đừng có nói hôm khác, chẳng có hôm nào cả. Giả tiền ngay hôm nay, nhanh. À, cửa hàng xăm giữ người à? Ép khách hàng chứ gì? Đây, quay đi, quay đi, quay này. Anh tính làm gì tôi?
đồ đàn ông bắt nạt phụ nữ. Sao? Dành con. Mình còn gặp nhau nhiều đấy mà. Từng giọt buồn đã ướt khóe môi. Khi đêm dường như đang kéo dài. Cơn mưa đến xua tan bình yên. Lòng ta khao khát bên em. Ngày tháng đã qua và nỗi nhớ thiết tha. Xiết cánh tay rồi nghe đôi mắt cay. Mơ đưa mình sát lại qua hết đêm mong chờ ban mai. Tình yêu lớn lên vườn cành đâm chồi nào nắm lấy tay anh này em hỡi. Hãy cùng mang nụ cười đón bình minh sáng.